Kính thưa trong kính thưa tất cả quý vị quan khách, quý thầy cô cũng như tất cả quý em, ngày hôm nay là một cái ngày rất quan trọng, đánh dấu 25 năm của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Chúng tôi xin được phép mời ông Tạ Trung. Ông Tạ Trung là một trong những thành viên sáng lập Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng và cũng hiện giờ là đương kim chủ tịch Hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, và cho phép tôi được mời thêm một số quý vị khác như là anh Phó Thịnh Trương là tổng thư ký cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, anh Nguyễn Long là phó chủ tịch nội vụ, và xin mời chị Cindy, chị Trần Ngọc Cindy là phó chủ tịch nội vụ cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Chị cũng là từng là học sinh đi học tiếng Việt như mấy em đây, và cũng là hiện giờ là trung tâm trưởng trung tâm Việt ngữ cộng đoàn Đức Mẹ La Vang. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cho phép chúng tôi được đội hai cái nón thứ nhất là nghị viên thành phố Garden Grove, nơi mà các trường học ở trong học khu Garden Grove cũng ở trong thành phố này. Thì phải nói rằng cộng đồng của chúng ta mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Hiện giờ riêng thành phố Garden Grove mà thôi đã có gần 100.000 cư dân người Mỹ gốc Việt, thành phố Westminster gần 50.000, và nói đến những thành phố khác ở trong vùng quận Cam này thì phải nói chúng ta đã mấp mé nửa triệu người Mỹ gốc Việt ở quận Cam. Thì đối với một cái sức rộng lớn như vậy, rất là quan trọng để chúng ta duy trì ngôn ngữ tiếng Việt cho các con em, cho thế hệ mai sau. Tiếng Việt còn thì văn hóa chúng ta còn. Văn hóa chúng ta còn thì tinh thần gia đình của chúng ta sẽ còn, và tương lai đạo đức của các em mới còn. Chúng tôi nhìn lại trong thời gian nhiều năm qua, chị Cindy là một em thiếu nhi học ở các trường trung học. Ngày nay chị đã qua cái giai đoạn làm giáo viên, rồi bây giờ là thị trưởng, là hiệu trưởng của Trung tâm Văn hóa Cộng đoàn Công giáo Nhà thờ La Vang. Thì nếu không có những sự nỗ lực, và chị cũng đã từng là học sinh của hình như của Hồng Bàng luôn phải không ạ? Không phải, trung tâm khác. Nhưng thưa quý vị, nếu không có cái sự quyết chí, quyết liệt, quyết tâm của quý vị phụ huynh, học sinh, của quý thầy cô, của tất cả các em theo đuổi học tiếng Việt, thì ngày nay chúng ta không có nhiều các em đã tiếp tục trở thành giáo viên và tiếp tục đứng ra lãnh vác cái vai trò vào trong ban quản trị các trung tâm Việt ngữ. Đây là điều mà thành phố Garden Grove chúng tôi vô cùng cảm kích và nhiệt liệt ngợi ca. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép được gửi bằng vinh danh của thành phố Garden Grove đến cho một người đại diện của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Xin mời anh Trực. On behalf of the city of Garden Grove, I would like to present this recognition to Hồng Bàng Cultural Center. Thank you. Và sau đây chúng tôi chuyển qua cái vai trò của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, và chúng tôi xin được mời anh Tạ Trung là chủ tịch hội đồng giám sát và chị Thanh Vân cũng là thành viên hội đồng giám sát để gửi bằng tượng lệ đến cho Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Xin mời anh Tạ Trung. Dạ vâng, xin cảm ơn nghị viên Bình Phát cũng như là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin được phép trở lại 25 năm về trước với tư cách là cựu chủ tịch nội vụ của Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng. Chúng tôi xin dùng chữ Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng tại vì đó đã là danh xưng năm 1993. Và phải nói là tôi rất vui mừng gặp lại những cái người mà 25 năm trước đây chúng tôi cùng sinh hoạt với nhau. Thầy Nguyễn Tiến Thịnh cũng là một thành viên trong cái ban quản trị chúng tôi, cũng như là chị Huỳnh Thị Ngọc. Mà phải nói là những cái năm thời gian đó rất là khó khăn quý vị, khi mà Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng đã bị đóng cửa và chúng tôi quyết định đưa ra một cái vị trí mới, thì chúng tôi quyết định là sẽ đưa vào một cái trường public school, tại vì chúng tôi muốn cái Hồng Bàng là tất cả mọi người đều đến. Thì phải nói là những giai đoạn đầu quý vị cũng biết rất là khó khăn, tuy nhiên chúng tôi cũng đã vượt qua. Và 25 năm qua thì phải nói là rất là ngắn ngủi. Thì xin phép một lần nữa chúng tôi rất là vui mừng nhìn thấy cái sự thành công của trường Việt ngữ Hồng Bàng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin đại diện cho hội đồng giám sát để mời gửi đến một vị đại diện của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng một cái bằng tượng lệ. Xin mời cô hiệu trưởng.
Vâng, và ban tổ chức cho biết thời giờ đã sắp sửa hết. Thì một lần, một cái bằng tưởng lệ cuối cùng, xin mời hai vị phó chủ tịch nội vụ và ngoại vụ trao cho chị Huỳnh Thị Ngọc. Thay mặt ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, xin có cái bằng tưởng lộc đến chị Huỳnh Thị Ngọc về những cái sự đóng góp của chị trong 25 năm qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị trong cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Và bây